Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ Bảy, ngày 20 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Diễn đàn phụ nữ khởi nghiệp, cơ hội và thách thức trong thời đại phát triển hiện nay. Kinh nghiệm giữ rừng từ công tác dân vận. Lao động di cư có phần rất lớn cho sự phát triển của từng quốc gia, song đặt ra nhiều thách thức trong chính sách an sinh xã hội. Xu hướng cho con học tại nhà ở Ai Cập. Chúng ta giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp, văn hóa gia đình của các dân tộc Việt Nam. Bây giờ là nội dung chi tiết. Cách đây 88 năm, ngày 20 tháng 10 năm 1930, dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam, Hội Phụ nữ Phan Đế Việt Nam, nay là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, chính thức được thành lập. Và từ đó, ngày 20 tháng 10 hàng năm được chọn là ngày truyền thống của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, cũng vừa là ngày tôn vinh phụ nữ Việt Nam. Nhân ngày thành lập Hội Phụ nữ, xin được nhắc đến những tình cảm sâu sắc của Bác Hồ dành cho chị em phụ nữ Việt Nam. Suốt cả cuộc đời mình, Bác đã để lại cho đời nhiều thứ quý giá. Trong đó có một suối nguồn tình cảm sâu nặng, nghĩa tình, nâng niu quý trọng mà Bác đã dành cho nhiều thế hệ phụ nữ Việt Nam. Trong những năm tháng bôn ba tìm đường cứu nước, trong những vấn đề người quan tâm, người đặc biệt chú ý đến trẻ em và phụ nữ ở các thuộc địa nói chung và Việt Nam nói riêng. Và khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, người đã khẳng định đây là sự đánh dấu một bước chuyển biến cơ bản trong đời sống của người phụ nữ. Từ nay, chị em thực sự trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh mình, cùng với nam giới chung lo bảo vệ và xây dựng tổ quốc. Như vậy, họ đã bình đẳng với nam giới trên cả hai mặt, nghĩa vụ và quyền lợi. Ngay trong cuộc tuyển cử phổ thông đầu phiếu ngày 6 tháng 1 năm 1946, người vui sướng nhận ra rằng phụ nữ là tầng lớp đi bỏ phiếu hăng hái nhất. Sau khi đã trở thành chủ tịch nước, Hồ Chí Minh vẫn luôn hướng tình cảm của mình đối với những người phụ nữ. Năm 1952, nhân kỷ niệm Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế Phụ nữ, người đã gửi thư ngợi khen: "Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp rực rỡ." Và vì thế, người luôn tự hào rằng dân tộc Việt Nam là dân tộc anh hùng, phụ nữ Việt Nam là phụ nữ anh hùng. Cả trong kháng chiến chống Pháp, rồi chống Mỹ, ta cũng có nhiều anh hùng là phụ nữ. Từ trước đến nay, phụ nữ Việt Nam ta có rất nhiều đóng góp cho cách mạng. Phụ nữ ta rất đáng kính, phụ nữ ta đã có nhiều tiến bộ. Với người, vì cất nhắc và giao trọng trách cho phụ nữ phải gắn liền với việc giải phóng phụ nữ. Bởi để xây dựng chủ nghĩa xã hội thì phải thực sự giải phóng phụ nữ và tôn trọng quyền lợi của phụ nữ. Thế nhưng, muốn làm tròn nhiệm vụ vẻ vang đó, phụ nữ ta phải xóa bỏ cái tâm lý tự ti, phải có ý chí tự cường, tự lập. Sự quan tâm của Bác Hồ đối với phụ nữ Việt Nam thật nhân ái bao la. Trong tác phẩm Đường Cách Mệnh, Bác từng viết, ông Các Mác nói rằng, ai đã biết lịch sử thì biết rằng muốn sửa sang xã hội mà không có phụ nữ giúp vào thì chắc không làm nổi. Ông Lenin nói, Đảng Cách Mệnh phải làm sao dạy cho đàn bà nấu ăn, cũng biết làm việc nước. Như thế, Cách Mệnh mới gọi là thành công. Và quả thực vậy, nhìn lại những chặng đường đã đi qua, những anh hùng lao động, những chiến sĩ thi đua, những tấm huân chương, những giải thưởng khoa học là bằng chứng ghi nhận công lao đóng góp của chị em phụ nữ. Dấu ấn ghi đậm truyền thống của phụ nữ Việt Nam. Chị em phụ nữ hôm qua, hôm nay và ngày mai sẽ viết tiếp những truyền thống hào hùng đó, sẽ làm rạng danh dân tộc Việt Nam để thỏa ước nguyện của Bác Hồ trước lúc đi xa. Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Doanh nhân Việt Nam, sáng nay 20 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức diễn đàn Phụ nữ khởi nghiệp, cơ hội và thách thức. Bà Nguyễn Thị Lệ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; bà Huỳnh Thị Thanh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đà Lạt, cùng lãnh đạo Hội Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng và 12 huyện thị thành đã tham dự. Tại diễn đàn, các đại biểu đã được ôn lại truyền thống 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, giới thiệu những hình ảnh về sự năng động sáng tạo của phụ nữ và hướng đi đúng trong tập hợp hội viên tham gia khởi nghiệp,
định hình cách làm mới và sự đổi thay tích cực trong gia đình và phong trào phụ nữ trên địa bàn Lâm Đồng. Thông qua đó nhằm khơi dậy tinh thần sáng tạo, sức mạnh nội lực của mỗi người phụ nữ, mạnh dạn có ý tưởng, kế hoạch kinh doanh sáng tạo để khởi nghiệp thông qua các hoạt động truyền thông, tăng cường sự phối hợp đồng bộ hiệu quả giữa các ngành trong lĩnh vực hỗ trợ khởi nghiệp, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhằm thực hiện tốt hơn các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Cũng tại diễn đàn, các đại biểu đã giao lưu gặp gỡ với lãnh đạo Hội Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng, Câu lạc bộ Doanh nhân nữ tỉnh Lâm Đồng và đại diện một số ngân hàng nhằm chia sẻ tư vấn thông tin về khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, kỹ năng điều hành khởi nghiệp, kỹ năng điều hành quản trị doanh nghiệp, tiến tới xây dựng hệ thống mạng lưới chuyên gia tư vấn nữ về khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, cập nhật thông tin về chính sách luật pháp có liên quan đến hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, góp phần hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh và sự phát triển của các doanh nghiệp khởi nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp mới thành lập của phụ nữ thông qua chuỗi các dịch vụ hỗ trợ chất lượng bền vững, thực hiện thành công mục tiêu quốc gia về phát triển doanh nghiệp và chiến lược quốc gia về bình đẳng giới. Thông qua diễn đàn phụ nữ khởi nghiệp, cơ hội và thách thức là dịp để chị em trao đổi kinh nghiệm, phát huy sự năng động sáng tạo của mình, làm giàu chính đáng cho gia đình và xã hội. Ngày 20 tháng 10, Công đoàn Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, với sự tham gia của trên 100 công đoàn viên phụ nữ. Tại buổi sinh hoạt, Công đoàn Công ty Dịch vụ Đô thị Đà Lạt đã ôn lại truyền thống của phụ nữ Việt Nam, vai trò đóng góp của chị em phụ nữ trong công cuộc xây dựng phát triển đất nước hiện nay. Thông qua đợt sinh hoạt là dịp để tôn vinh trí tuệ, tài năng, sự sáng tạo và những đóng góp quan trọng của người phụ nữ nói chung, đồng thời qua đó tạo sự đoàn kết gắn bó, trao đổi kinh nghiệm giữa các tổ chức công đoàn và người lao động trong đơn vị. Song song với các hoạt động nhân kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Công đoàn Công ty Dịch vụ Đô thị Đà Lạt còn tổ chức hội thi người lao động tài năng năm 2018 với các nội dung kiến thức liên quan đến vai trò của người phụ nữ về cuộc sống gia đình. Sáng nay tại thành phố Đà Lạt, Vụ Dân tộc Thiểu số phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo khai mạc hội thi tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về bình đẳng giới các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Hội thi thu hút trên 100 cán bộ, giáo viên và học sinh đến từ 9 trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn Lâm Đồng tham gia thi các nội dung cơ bản của chính sách và pháp luật liên quan đến bình đẳng giới, bao gồm Luật Bình đẳng giới năm 2006, Luật Phòng chống bạo lực gia đình 2007, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2004, Đề án giảm thiểu tình trạng hôn nhân và hôn nhân cận huyết thống vùng dân tộc thiểu số, Đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới. Bên cạnh trả lời câu hỏi bắt buộc, các trường đã sân khấu hóa nội dung thông qua tiểu phẩm, ca, múa, kịch, chuyển tải thông điệp về chủ trương chính sách của nhà nước liên quan đến bình đẳng giới. Hội thi với mục đích nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên và các học sinh về bình đẳng giới nói riêng, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong vùng dân tộc thiểu số nói chung. Nhân kỷ niệm ngày truyền thống các ban xây dựng đảng và văn phòng cấp ủy và ngày phụ nữ Việt Nam, sáng nay 20 tháng 10, 200 vận động viên thuộc các đơn vị, các ban xây dựng đảng tỉnh Lâm Đồng đã tham gia hội thao, khối thi đua các cơ quan đảng. Ông Trần Duy Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham dự lễ khai mạc. Trong 2 ngày thi đấu 20 và 21 tháng 10, các vận động viên đến từ 10 khối thi đua các cơ quan đảng tỉnh Lâm Đồng sẽ cùng tranh tài tại 5 môn thi đấu là kéo co, cầu lông, tennis, bóng bàn và bóng chuyền. Hội thao này nhằm đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đây cũng là dịp để các vận động viên tranh tài, là cơ hội để các cán bộ, công chức viên chức trong khối giao lưu trao đổi kinh nghiệm, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết gắn bó trong công tác, tăng cường rèn luyện thể dục thể thao góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, rèn luyện ý chí vượt khó và quyết tâm thi đua hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra. Phần tiếp theo của bản tin thời sự tối nay, một theo dòng thời sự, phát huy công tác dân vận trong công tác bảo vệ và giữ rừng. Để giữ rừng bình yên, mỗi địa phương hay đơn vị chủ rừng luôn có cách làm mới, mô hình mới, trong đó đề cao vai trò tổ, hộ nhận khoán, chung tay bảo vệ rừng, đặc biệt là phát huy công tác dân vận cơ sở. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cộng đồng dân cư có trách nhiệm, tình yêu với rừng. Cách làm này đã tạo tính thực tiễn cao. Nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 10 km, rừng Tà Nung giáp xanh với địa bàn huyện Lạc Dương và bao quanh các khu vực của thành phố Đà Lạt. Những năm qua, Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Nung Đà Lạt đã tăng cường công tác quản lý, tổ chức trồng rừng. Nhờ đó, đất trống đồi trọc giờ đã được phủ một màu xanh mới. Nhưng để rừng bình yên, đơn vị chủ rừng luôn đề cao công tác dân vận trong bảo vệ rừng. Ông Ca Lịch là hộ nhận khoán rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Nung. Nhờ vào rừng nên kinh tế gia đình ông được cải thiện. Theo ông Ca Lịch,
Khác với trước đây, việc xâm hại lấn chiếm đất lâm nghiệp diễn ra phức tạp, nhưng giờ bà con đã ý thức rất cao trong việc bảo vệ rừng. Đó là nhờ cách tuyên truyền dân vận tốt của đơn vị chủ rừng. Hồi trước thì chưa nhận khoán bảo vệ rừng mà gia đình nó cũng còn khó khăn. Và khi nay đã nhà nước đã giao cho chúng tôi bảo vệ rừng, nó có thu nhập thêm. Và rừng thì rất khó khăn, nhưng tôi phải có ý thức để kiểm tra rừng. Với những cách là người kiểm tra rừng, người chủ rừng phải luôn luôn phải đi kiểm tra, nếu phát hiện phải báo cho địa khu hoặc lâm địa bàn. Từ khi chúng tôi nhận khoán bảo vệ rừng, chúng tôi đã phổ biến rồi cho bà con, rồi cho bà con biết là cây rừng nó giá trị như thế nào, rồi mình phát rừng rồi sau này á ảnh hưởng tới dân, bà con còn có ý thức là bà con phá rừng là không lấn chiếm rừng nữa. Những cây thông hơn một năm tuổi như thế này giờ đã phát triển xanh tốt trên những cái vùng đất trước đây được xem là đất trống đồi trọc. Để làm được điều này thì công tác dân vận, một bài học trong giữ rừng đã được phát huy. Cùng với đó thì phát huy vai trò các tổ nhận khoán, cách làm này đã được chính quyền thành phố Đà Lạt cũng như ban quản lý rừng phòng hộ Tà Nung thực hiện trong những thời gian vừa qua. Thôn giữ rừng Châu Sơn của huyện Đơn Dương, một điển hình tiêu biểu của Lâm Đồng về thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng. Châu Sơn giờ vẫn được gọi là làng, vì trong quá khứ, cả làng ý đã từng tàn phá hàng trăm hectare rừng. Mâu thuẫn triền miên và sản sinh ra những lâm tặc khét tiếng. Thế nhưng bây giờ, chính họ đã trở thành người tiên phong trong bảo vệ rừng mẫu mực. Và đây cũng là điểm sáng trong bảo vệ rừng. Vừa là chính quyền, vừa là cái cơ quan lâm trường, thường xuyên xuống địa phương gắn bó với bà con, vừa tuyên truyền, vừa nêu lên những cái tác hại mà về bản thân, về tài nguyên của đất nước, đi tới tận nhà vận động là mới bỏ dần dần là bỏ giết hẳn, rồi kết hợp là các cái cánh rừng trống là trồng rừng. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên người dân vùng rừng dù không phải là hộ nhận khoán cũng có trách nhiệm giữ rừng. Sự chủ động tham gia của người dân luôn là yếu tố quan trọng nhất để bảo vệ rừng. Và khi sự chủ động ấy không đến bằng sự bắt buộc hay trách nhiệm mà chính là tình yêu với rừng thì hiệu quả cũng sẽ khác. Những cách làm của người dân Lâm Đồng sẽ cho thấy điều này. Mình sống gần rừng phải có trách nhiệm về rừng, là môi trường chung của xã hội, phòng cháy và chữa cháy. Nếu có gì trục trặc, chúng tôi phải báo là chính quyền để tập trung dập lửa. Phải bảo vệ rừng tốt, sạch đẹp cho môi trường, nhất là mùa khô chữa cháy và phòng cháy chữa cháy 24/24. Ý thức trách nhiệm về rừng, người ta cũng đã hiểu, nhận thức được là cái biến đổi khí hậu nó rất là quan trọng đến cái đời sống con người. Đây là những cái nhân tố mà tham gia tích cực vào trong công tác quản lý của rừng. Và một số những cái hộ ở ven rừng nhưng mà cũng không phải là những người mà nhận khoán quản lý rừng nhưng họ vẫn tham gia. Chủ động trong dân vận để người dân hiểu sự quan trọng của rừng. Điều này cho thấy trước đây nhiều vùng rừng đất trống thường bị người dân lấn chiếm, xâm canh sản xuất. Nhưng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên hầu hết người dân tự nguyện trả lại đất cho nhà nước để trồng rừng. Tôi cho vấn đề dân vận là vấn đề mấu chốt nhất trong cái công tác quản lý bảo vệ rừng. Nếu như công tác dân vận chúng ta làm không tốt thì công tác quản lý bảo vệ rừng, kể cả việc giải tỏa, kể cả việc bảo vệ rừng chúng ta đều thực hiện không thành công cả. Cho nên là qua cái đợt giải tỏa này, qua cái đợt vận động này, chúng tôi thấy rằng cái việc vận động bà con thực hiện cái trả lại đất cho chủ rừng để trồng lại rừng, rồi thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng trong cái giai đoạn vừa qua là phải nói là đây là một cái vấn đề mà rất là ưu ái, rất là thành công đối với đồng chủ rừng. Kinh tế mới Châu Sơn là một trong những cái thôn mà phá rừng tàn bạo nhất. Vận động họ để tham gia công tác quản lý bảo vệ rừng cực kỳ khó. Nhưng mà nói gì thì nói thì dân phải nói với họ biết rằng là có thực mới được tự đào. Có nghĩa là cái kế sinh nhai của người ta ổn định, đảm bảo là không phải bị đói gì khác thì họ sẽ theo mình. Nếu như chúng ta cứ áp đặt đối với người dân thì hiệu quả không cao. Đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã giao khoán gần 400.000 ha rừng, trong đó diện tích chi trả dịch vụ môi trường rừng là trên 358.000 ha cho các hộ, tổ và nhóm hộ nhận khoán bảo vệ. Những lợi ích mà rừng mang lại không chỉ cải thiện đời sống người dân, mà còn khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước trong công tác giao rừng. Và để làm tốt công tác bảo vệ rừng, việc dựa vào dân để giữ rừng đã khẳng định được bài học kinh nghiệm từ công tác dân vận, cho thấy tính thiết thực hiệu quả từ các cấp, các ngành ở Lâm Đồng. Tiếp nối chương trình thời sự tối nay, quy hoạch xây dựng để chứng nhận 19 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thu hút các nhà đầu tư, hình thành ngành hàng sản xuất rau hoa hiện đại, hướng tới các thị trường tiềm năng. Lâm Đồng hoàn thành 54 đề án khuyến công, góp phần giúp các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh.
Để đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tỉnh Lâm Đồng đã quy hoạch khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với diện tích hơn 221.000 ha theo quyết định số 575 của Thủ tướng Chính phủ. Quy hoạch 7 khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tập trung với tổng diện tích hơn 1.900 ha. Đồng thời quy hoạch xây dựng để chứng nhận 19 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích gần 4.000 ha. Trong đó 5 vùng sản xuất rau với diện tích hơn 837 ha, 3 vùng sản xuất hoa diện tích 180 ha, 4 vùng sản xuất cà phê diện tích hơn 1.400 ha, 2 vùng sản xuất chè 600 ha, 1 vùng sản xuất sầu riêng diện tích 300 ha, 2 vùng sản xuất lúa 600 ha và 2 vùng chăn nuôi bò sữa, quy mô khoảng 32.000 con. Việc xây dựng các vùng quy hoạch này nhằm phát triển nông nghiệp công nghệ cao một cách tập trung, từ đó thu hút các nhà đầu tư, hình thành ngành hàng sản xuất rau hoa hiện đại, hướng tới các thị trường tiềm năng như Nhật Bản và các nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trung tâm Khuyến công tỉnh Lâm Đồng cho biết, nằm trong chương trình khuyến công địa phương năm 2018, Lâm Đồng được phân bổ trên 8,5 tỷ đồng để thực hiện 50 đề án khuyến công. Trong đó có 36 đề án hỗ trợ không thu hồi với kinh phí trên 2,2 tỷ và 14 đề án hỗ trợ có thu hồi với kinh phí 6,3 tỷ đồng. Tính đến thời điểm này, ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng đã triển khai thực hiện được 40 đề án với số tiền đã giải ngân gần 5,6 tỷ. 8 đề án đang được tiếp tục triển khai và thực hiện điều chỉnh 4 đề án. Ngoài ra, từ nguồn khuyến công quốc gia, Lâm Đồng cũng được Bộ Công Thương và Cục Công Thương địa phương phê duyệt 16 đề án với nguồn kinh phí 3,3 tỷ. Đến nay đã có 14 đề án được hoàn thành với nguồn kinh phí giải ngân gần 2,9 tỷ. Thông qua các đề án khuyến công đã có phần giúp các doanh nghiệp trên địa bàn Lâm Đồng đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước phát triển thương hiệu để đứng vững trên thị trường trong bối cảnh hội nhập. Xin được chuyển sang lĩnh vực lâm nghiệp. Theo Hạt Kiểm Lâm huyện Đạ Tẻ, đơn vị đã xử lý 62 vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng, với tổng xử phạt hành chính gần 500 triệu đồng. Thông qua công tác tuần tra, Hạt Kiểm Lâm huyện Đạ Tẻ đã xử lý 62 vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng. Tăng vật thu giữ gồm gỗ sẻ thông thường trên 47 mét khối, gỗ tròn thông thường gần 10 mét khối, động vật rừng 13 cá thể, thu giữ 19 phương tiện xe máy tự chế và nhiều phương tiện dùng để cưa xẻ gỗ trái phép. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính gần 500 triệu đồng. Ngoài ra, Hạt Kiểm Lâm phối hợp với công ty Lâm nghiệp Đạ Tẻ, ban lâm nghiệp các xã tiến hành giải tỏa cây trồng trái phép trên diện tích đất lâm nghiệp trên 23 ha. Được biết, tổng diện tích giao khoán quản lý bảo vệ rừng của huyện là 18.000 ha, được giao cho 347 hộ gia đình và 2 đơn vị tập thể, 3 doanh nghiệp quản lý. Nhìn chung, các tổ chức hộ gia đình được giao khoán quản lý bảo vệ rừng cơ bản thực hiện tốt công tác quản lý và bảo vệ rừng. Một số tin vắn đáng chú ý trên các lĩnh vực sẽ tiếp tục chương trình thời sự tối nay. Sáng nay, trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2018-2019. Trong năm học vừa qua với chủ đề kỹ cương nền nếp chất lượng hiệu quả, nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Cụ thể đã đào tạo 3 khóa hệ cao đẳng chính quy gồm 3 lớp kỹ thuật chế biến, 2 lớp quản trị khách sạn, 2 lớp hướng dẫn viên du lịch với tổng số 171 sinh viên, đào tạo 2 khóa trung cấp tổng số 189 học sinh, 18 lớp sơ cấp nghề bồi dưỡng nghiệp vụ với tổng số 742 học viên. Ngoài ra, trường còn đào tạo theo nhu cầu xã hội cho 600 học viên của các tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Kon Tum. Trong năm học mới 2018-2019, trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt phấn đấu đẩy mạnh công tác đào tạo, quản lý học sinh sinh viên, liên kết đào tạo hợp tác quốc tế, công tác nghiên cứu khoa học, xây dựng chương trình giáo trình và chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng cho các em học sinh. Dịp này, nhà trường đã trao 44 suất học bổng cho các em học sinh có thành tích xuất sắc học tập và phấn đấu rèn luyện trong học tập, tu dưỡng đạo đức. Hôm qua, chi nhánh Viettel Lâm Đồng phối hợp với Hội khuyến học Lâm Đồng và huyện Bảo Lâm tổ chức trao 40 suất học bổng cho 40 học sinh nghèo vừa có học giỏi trên địa bàn các xã Lộc Bắc, Lộc Bảo, Lộc Nam và Lộc Lâm, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Đây là hoạt động nằm trong chương trình Vì em hiếu học năm học 2018-2019 theo cam kết giữa Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel với Bộ Giáo dục Đào tạo, Hội khuyến học Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam, xây dựng và phát triển nhằm thu hút kêu gọi sự tham gia đóng góp của các tổ chức cá nhân. Qua đó chia sẻ bớt những khó khăn đối với trẻ em nghèo, giúp các em có thêm điều kiện để trang trải các chi phí trong học tập. Được biết, cùng với nhiều tỉnh thành toàn quốc, trong năm học 2018-2019, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel sẽ trao tổng cộng 110 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn các huyện Bảo Lâm, Lạc Dương, Lâm Hà, Đức Trọng của tỉnh Lâm Đồng. Sau một ngày diễn ra sôi nổi hào hứng với sự tham gia của gần 200 vận động viên đến từ 10 tỉnh và 2 công đoàn ngành là Y tế và Giáo dục Việt Nam, chiều ngày 19 tháng 10, hội thao cụm thi đua Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã kết thúc tốt đẹp. Ban tổ chức đã trao giải nhất môn cầu lông đôi nam nữ thuộc về các cặp vận động viên của đoàn tỉnh Đắk Lắk, giải nhì thuộc về đơn vị tỉnh Kon Tum và đồng giải ba thuộc về tỉnh Đắk Nông và Phú Yên. Giải nhất đôi nam môn cầu lông thuộc về cặp vận động viên tỉnh Đắk Nông, giải nhì thuộc về tỉnh Kon Tum, đồng giải ba là tỉnh Phú Yên và tỉnh Đắk Lắk.
Kết quả môn bóng bàn, giải nhất đôi nam nữ thuộc về Lâm Đồng, giải nhì thuộc về tỉnh Khánh Hòa và giải ba thuộc về hai đơn vị là Bình Định và Đắk Lắk. Giải nhất đôi nam bóng bàn thuộc về đơn vị Lâm Đồng, giải nhì thuộc về Khánh Hòa và đồng giải ba thuộc về Kon Tum và Đắk Lắk. Về môn giải mã mê cung tình yêu, nhất thuộc về Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa và Gia Lai, giải nhì thuộc về tỉnh Kon Tum và Quảng Nam và giải ba thuộc về tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi. Kết quả môn đua xe đạp nước, nhất thuộc về tỉnh Đắk Lắk, nhì thuộc về Lâm Đồng và giải ba thuộc về hai tỉnh là Đắk Nông và Quảng Ngãi. Thông tin trên lĩnh vực an ninh trật tự, chiều hôm qua ngày 19 tháng 10, Công an thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng đã thi hành lệnh bắt tạm giam hai đối tượng Lê Hải Nam, 28 tuổi, quê Hải Phòng, ngụ tại Hà Nội và Lê Văn Thiện, 29 tuổi, quê Thái Bình, về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Theo đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Lạt, vào ngày 7 tháng 12 năm 2017, Lê Hải Nam xin thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ 779 do Nam làm giám đốc, trụ sở tại đường Ngô Quyền, phường 6 Đà Lạt và được Sở Kế hoạch Đầu tư Lâm Đồng cấp phép. Theo giấy phép kinh doanh, công ty này hoạt động ở các lĩnh vực tư vấn tài chính, kinh doanh bất động sản và cho thuê xe tự lái. Tuy nhiên, khi có giấy phép, Nam cùng đồng bọn là tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi. Qua điều tra của công an, dưới trướng của Nam còn có Lưu Văn Thiện và Phạm Vũ Tiền, 23 tuổi quê ở Hải Phòng. Trên thực tế, Nam, Thiện, Tiền được Nguyễn Minh Tiến, 39 tuổi quê Hà Nội và một người tên Mai chưa rõ nhân thân cung cấp tiền để hoạt động cho vay. Trung tá Hồ Hải Dương, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Lạt cho biết, để tiến hành hoạt động cho vay, Nam, Thiện, Tiền tự in tờ rơi cho vay tiền không cần thế chấp, rồi mang đi dán ở các trụ điện và những nơi công cộng khác trên địa bàn thành phố Đà Lạt để quảng cáo. Người vay tiền sẽ vay dưới hình thức trá hình bằng mẫu giấy biên nhận, mua hồ sơ và phải trả góp hàng ngày với mức lãi suất từ 60 đến 438% một năm. Theo điều tra ban đầu của công an, dù hoạt động chưa được một năm, nhưng các nghi can này đã có hàng trăm khách hàng với số tiền cho vay vài tỷ đồng. Xác minh sơ bộ từ 30 khách hàng, số thu lợi bất chính của nhóm này thông qua việc cho vay là hơn 76 triệu đồng. Hiện công an thành phố Đà Lạt tiếp tục điều tra xác minh xử lý vụ việc. Tiếp theo chương trình là phần tin trong nước và quốc tế. Lao động di cư có phần rất lớn cho sự phát triển của từng quốc gia, song đặt ra nhiều thách thức trong chính sách an sinh xã hội. Ngày càng nhiều phụ huynh lựa chọn cho con học tại nhà thay vì đến trường đang trở thành trào lưu tại đất nước Ai Cập. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU thực thi sẽ đem lại lợi ích đôi bên cho châu Âu và Việt Nam, trong đó GDP của Việt Nam có thể tăng thêm từ 10 tới 15%. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA nếu thực thi sẽ xóa bỏ khoảng 99% số thuế đánh vào hàng hóa giao thương giữa hai bên. 1% dòng thuế còn lại hai bên cũng sẽ dành cho nhau hạn ngạch hoặc cắt giảm thuế quan một phần. Hiệp định được nhìn nhận là cú hích không nhỏ cho phát triển kinh tế thương mại của Việt Nam khi EU đang là đối tác thương mại và đối tác xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam. Theo Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam đánh giá, EVFTA sẽ giúp cho GDP của Việt Nam tăng thêm 10 đến 15%, nâng xuất khẩu của Việt Nam sang EU thêm 30 đến 40% trong hơn 10 năm tới. Dệt may, da giày sẽ là những ngành có khả năng tăng mạnh nhất. Lao động di cư đã và đang đóng góp rất lớn cho sự phát triển của từng quốc gia, vùng lãnh thổ, song cũng đặt ra thách thức đối với việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội và đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Chưa kể càng khó khăn hơn với những lao động đi làm việc theo diện không chính thức, lao động chui. Phản ánh sau sẽ cho thấy một góc nhìn về vấn đề này. Những cuộc truy quét gắt gao, không hợp đồng lao động, rủi ro rình rập, thậm chí đã có nhiều trường hợp tử vong khi đi lao động chui tại nước ngoài. Thế nên, những chính sách an sinh xã hội hay đóng bảo hiểm đối với những lao động bất hợp pháp như anh Nguyễn Văn Thuận được xem là một điều gì đó xa vời. Đại đa số bây giờ 10 người thì khoảng độ 8 người bất hợp pháp rồi. Chẳng ai muốn về một cách quang minh chính đại cả. Bởi vì là cho nên là cái hợp đồng cái bảo hiểm như vậy nó cũng rất khó khăn đúng không? Bởi vì mình đã ra ngoài thì còn giấy tờ chẳng có cái gì nữa. Lao động chui đã vậy, với lao động đi làm việc nước ngoài theo diện hợp đồng thì tiếp cận với chính sách bảo hiểm xã hội cũng không hề dễ dàng. Bởi hiện Việt Nam mới chỉ thực hiện ký kết song phương bảo hiểm xã hội duy nhất với Hàn Quốc. Tôi thì cũng mong muốn có một cơ chế, ví dụ như bảo hiểm tham gia là có thời hạn chẳng hạn. Thì là khi chúng tôi tham gia ở bên đấy, như hợp đồng ở bên Hàn nó vào khoảng độ gần 10 năm, thì ví dụ về nhà mình tham gia 15, 20 năm nữa thì là cũng có cái hay của nó. Tham gia cái bảo hiểm xã hội của các nước đó thì nó phụ thuộc rất nhiều vào cái sự đàm phán mà chúng ta hay nói là đàm phán song phương về bảo hiểm xã hội. Mà hiện nay thì Việt Nam mới chỉ làm được với Việt Nam với cả Hàn Quốc, mà đây là những cái lĩnh vực rất là khó khăn.
châu Á nói chung và ASEAN nói riêng có rất nhiều hệ thống, mô hình về an sinh xã hội với sự khác biệt lớn. Tại nhiều quốc gia, hệ thống an sinh xã hội cũng chưa hoàn thiện, độ bao phủ còn thấp. Trong khi đó, các hiệp định song phương và đa phương thường mất rất nhiều thời gian để hoàn thiện, ký kết, nhất là khi một số quốc gia không tìm được tiếng nói chung. Cần tính toán sao để khuyến khích người ta tham gia vào hệ thống an sinh xã hội. Tôi nghĩ rằng chỉ ký kết hiệp định song phương thì chưa đủ, mà phải cả đa phương nữa. Quan trọng là làm sao để lao động nước ngoài cũng được hưởng lợi như trong nước. Phải hướng chúng ta tới một cái mục tiêu, làm như thế nào để chúng ta có một cái sự liên thông, làm thế nào để giữa Việt Nam và các quốc gia đó chúng ta có những cái ký kết hợp đồng để bản thân người lao động, dù lao động trong nước hay lao động ở nước ngoài, thì cũng được hưởng cái mọi cái chế độ về an sinh xã hội. Trong xu thế dịch chuyển lao động, Việt Nam hiện có khoảng 500.000 người đi làm việc tại nước ngoài và con số này sẽ tăng lên hàng trăm nghìn người mỗi năm. Rõ ràng, tăng cường an sinh xã hội cho lao động di cư chính là phương tiện cần thiết để bảo vệ người lao động chống lại những tác động tiêu cực của việc hội nhập. Trong đó, Việt Nam cũng như các quốc gia trong khu vực cần tích cực loại bỏ các quy định về phân biệt đối xử quốc tịch, tuân thủ nguyên tắc quốc tế về lao động di cư. Học sinh tăng liên tục qua từng năm, nhưng biên chế giáo viên không được điều chỉnh, khiến cho các trường tại Đắk Nông gặp khó khăn trong công tác dạy học. Năm học 2018-2019, các trường càng thêm khó khăn hơn khi phải thực hiện tinh giản biên chế. Mấy năm nay, trường mầm non Sơn Ca, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Cờ Long, tỉnh Đắk Nông đều phải gom học sinh lại để đảm bảo việc dạy và học. Nhà trường có tất cả 10 lớp với tổng số 20 giáo viên. Nếu giáo viên nào nghỉ dạy thì hiệu phó hoặc hiệu trưởng sẽ phải đứng lớp thay. Nhà trường buộc phải gộp lớp lại. Hiện tại là có những lớp là lên tới 52 học sinh. Nên cũng rất là mong muốn các cấp các ngành quan tâm xây thêm phòng học, cho hợp đồng thêm giáo viên. Đắk Cờ Long là huyện còn nhiều khó khăn của tỉnh Đắk Nông. Từ năm học 2013-2014 đến nay, địa phương đã tăng thêm khoảng 4.000 học sinh, tương đương với khoảng 30 lớp học. Biên chế được giao từ năm học 2015-2016 đến nay thì là 884 cái biên chế, thì đến thời điểm này thì vẫn là 884 biên chế. Và trong năm học 2018-2019 thì tỉnh lại cắt giảm thêm 22 biên chế nữa. Nay trên địa bàn thiếu khoảng trên dưới là khoảng 390 cái biên chế giáo viên. Ngoài Đắk Cờ Long, thị xã Gia Nghĩa và huyện biên giới Tuy Đức cũng đang thiếu hơn 200 giáo viên. Năm nay, hai địa phương này tăng khoảng 2.200 học sinh so với năm học trước. Để đảm bảo việc dạy và học, ngành chức năng đã hợp đồng gần 400 giáo viên ngoài biên chế để giải quyết khó khăn trước mắt. Về lâu dài, Sở Giáo dục và Đào tạo kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông xin thêm biên chế ngành giáo dục và đang chờ các cấp có thẩm quyền giải quyết. Mùa dịch bệnh luôn là nỗi ám ảnh của ngành y, đặc biệt là nữ điều dưỡng. Họ ngay cả thời gian nghỉ uống nước cũng không có. Đặt nhiệm vụ cứu người lên hàng đầu, họ phải để gia đình lại phía sau. Sau đây là phóng sự về chân dung của các nữ bác sĩ và điều dưỡng với những nỗ lực ngăn không để dịch bệnh lây lan trong mùa dịch. Khoa nhiễm thần kinh của Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh được coi là rốn của vùng dịch bệnh, tập trung đông các bệnh nhân nặng. Đã gần 8 giờ tối, không khí làm việc tại đây vẫn hết sức khẩn trương, tất bật. Số lượng bệnh nhi nhập viện tăng lên từ 3 đến 5 lần so với thường ngày. Chị Thu Hồng và các đồng nghiệp chưa thể ngưng tay để ăn tối. Ráng mình làm được như mình làm, mình cố gắng mình làm hết sức của mình thôi. Có khi có mấy bạn thì tối làm ăn qua la, có gì ăn đó, ăn bỏ bụng để cho đỡ đói vậy đó, giờ đi làm tiếp. Còn tới giờ này là tập trung đây chưa thấy ai ăn. Vào những mùa dịch bệnh thì các bệnh viện nhi ở thành phố Hồ Chí Minh luôn trong tình trạng quá tải. Các bác sĩ điều dưỡng đều được huy động tối đa nguồn lực để phục vụ cứu chữa và chăm sóc bệnh nhân. Không có ngoại lệ đối với nữ giới hoặc đang nuôi con nhỏ. Bác sĩ hành đang cũng vậy. Ngay cả khi con mình đang ốm ở nhà thì bác sĩ vẫn phải túc trực liên tục tại bệnh viện. Miệt mài không ngơi nghỉ, chỉ mong sao mùa dịch không đến hoặc chóng qua. Cũng mong cho mùa dịch nó chóng qua. Mình mệt một phần nhưng mà mình một phần nữa là mình
có những cái mình sợ, mình rất là sợ, tại vì mình đã qua cái mùa dịch 2011-2012 rồi, cái mùa dịch đó nó có những cái diễn tiến mà nhiều khi là mình nói chung mình không có mong muốn lặp lại như vậy nữa. Đương nhiên là phải hết mức thôi, chứ giờ bệnh nhân thì cứ đến là mình thì cũng không có được quyền để ngưng nhận, cho nên là mỗi bác sĩ thì đều gồng lên. Vất vả là thế, nhưng các nữ bác sĩ, nữ điều dưỡng vẫn hết lòng tận tụy với các bệnh nhi. Những nét mặt lo âu chỉ giấu đi sau lưng người nhà của bệnh nhi. Với họ, sức khỏe và sự hồi phục nhanh của các bệnh nhi là niềm vui, là sự động viên to lớn nhất trong những ca trực ngày đêm của mình. Vất vả lắm. Chăm sóc bệnh nhân, lo bệnh nhân từ ly từ tí, rồi hỏi han, rồi chạy tới lui, thấy cực khổ dữ lắm. Đó là những cái thiệt thòi mà của như điều dưỡng như bác sĩ nữ mà làm khoa nhiễm á. Đặc biệt là tới mùa bệnh đông, mình sẽ tăng cái tuổi trực lên. Vì hồi xưa trực 1, giờ trực 2. Là những phụ nữ bình dị như bao người, nhưng khi khoác lên mình chiếc áo blue trắng, các nữ bác sĩ, các nữ điều dưỡng đành phải gác lại sau lưng niềm hạnh phúc riêng để tận tâm cứu người, dành cả tinh thần nhiệt huyết về người bệnh. Dịch bệnh cứ đến hẹn lại lên, họ lại âm thầm tiếp tục trong vai những thiên thần áo trắng, nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh, nối dài thêm mơ ước về cuộc sống cho những mầm non tương lai. Tiếp nối chương trình là phần tin quốc tế. Trong bối cảnh cuộc chiến thương mại với Mỹ chưa có dấu hiệu dừng lại, nền kinh tế Trung Quốc vẫn đạt tăng trưởng ổn định, thậm chí cao hơn kỳ vọng. Thông tin này đã được Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc xác nhận. Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, trong 3 quý đầu năm nay, tổng sản phẩm quốc nội GDP đã tăng 6,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 2,1% và kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 9,9%. Xét về tổng thể, trong 3 quý đầu năm, kinh tế Trung Quốc vận hành hợp lý, duy trì xu hướng ổn định, song cũng phải đối mặt với ngày càng nhiều sức ép từ bên ngoài và áp lực đi xuống đang gia tăng. Dự kiến, GDP trong cả năm của Trung Quốc đạt khoảng 6,6%. Trong bối cảnh nền kinh tế phải chịu nhiều sức ép, các nhà hoạch định chính sách của Trung Quốc đã từng bước nới lỏng chính sách tiền tệ và thuế. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc thông báo hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc trong năm nay nhằm tiếp tục giảm chi phí tài chính do lo ngại nền kinh tế phát triển chậm lại do tranh chấp thương mại với Mỹ. Hai miền Triều Tiên đã hoàn thành những bước cuối cùng trong hoạt động rà gỡ bom mìn tại khu vực an ninh chung thuộc khu phi quân sự. Đây là một phần trong thỏa thuận liên Triều hồi tháng 9 nhằm biến khu vực này trở thành một vùng an toàn và ngừng mọi hoạt động thù địch chống lại nhau. Thông báo của quân đội Hàn Quốc cho hay gần như đã hoàn tất hoạt động rà gỡ bom mìn, trong khi Triều Tiên được cho là sẽ hoàn tất và tránh nguy cơ xảy ra các vụ nổ. Theo hiệp định song phương, hai miền cùng với Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc sẽ rút các chốt kiểm soát, nhân sự và vũ khí ra khỏi khu vực an ninh chung trong vòng 5 ngày sau khi hoàn tất hoạt động rà gỡ bom mìn. Cùng với kế hoạch rút quân, hai miền và Liên Hợp Quốc sẽ lên kế hoạch lắp đặt lại các thiết bị giám sát tại khu vực này. Ngày càng có nhiều bậc phụ huynh tại Ai Cập lựa chọn cho con mình học tại nhà thay vì đến trường. Họ khẳng định, với cách dạy học này, các em học sinh trở nên tự tin hơn. Đây trông giống như một lớp học bình thường, nhưng thực chất đây là một câu lạc bộ giáo dục mà mỗi trẻ em được khuyến khích học theo một cách riêng mà các em thích. Và đây là cách mà một xu hướng giáo dục mới trong giáo dục tại Ai Cập đang hoạt động. Cách giáo dục này không chỉ dạy các em học, mà còn khuyến khích các em kỹ năng mềm, giúp các em tự tin vào mình. Chúng không bị giới hạn bản thân vào những môn học hay giới hạn nào cả. Hầu hết các bậc phụ huynh của những em nhỏ này không cho các con học tại trường, mà thay vào đó các em được tự học ở nhà. Em Habiba đang theo học chương trình quốc tế và thay vì chương trình học bằng tiếng Ả Rập, em được học bằng tiếng Anh. Em thích học chương trình này hơn vì ở đây em được làm những gì em thích thay vì làm theo những gì giáo viên bảo. Em cũng không phải mặc đồng phục tại đây và được nói chuyện với bất kỳ ai em thích. Hệ thống giáo dục tại Ai Cập thường tập trung vào học thuộc lòng hơn là khuyến khích khả năng sáng tạo của học sinh. Các lớp học thường rất đông học sinh. Những điều đó biến trường học trở nên không hấp dẫn với các em nhỏ. Tôi thấy rõ việc thay đổi cách dạy học đã giúp con gái tôi tự tin và tiếp thu được nhiều kiến thức hơn. Việc lựa chọn học tại nhà thay vì đến trường học cũng đang trở thành một trào lưu không thể chối bỏ tại Ai Cập. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến phản đối việc giáo dục tại nhà, cho rằng các em học sinh tự học sẽ khác biệt và không có tính kỷ luật. Phần cuối của chương trình thời sự tối nay, cần giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp trong mỗi gia đình, góp phần xây dựng chuẩn mực giá trị đạo đức, nhân cách của con người Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, gia đình là tế bào của xã hội, là nơi duy trì nội giống, là môi trường quan trọng nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người. Bảo tồn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình các dân tộc trong thời đại hiện nay là trách nhiệm không chỉ của từng thành viên gia đình, mà còn là trách nhiệm chăm lo của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Xin chuyển đến quý vị và các bạn. Gần 10 năm trước, chị Ca San sinh sống ở thôn 3 xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt. Chưa từng nghĩ mình sẽ có một cuộc sống ấm no mãn nguyện như ngày hôm nay. Lúc đó cuộc sống gia đình khó khăn, chị vừa chăm sóc hai con nhỏ, vừa bươn chải kiếm sống. Ấy vậy mà khát khao về con chữ, vẫn không làm chùn bước người phụ nữ nghèo. Chị vẫn cố gắng nuôi dạy để cho con cái được đến trường hàng ngày. Và giờ đây các con của anh chị đã không phụ lòng thương yêu của bố mẹ. Năm học nào cũng đạt thành tích là học sinh giỏi. Không những thế, các con của chị luôn biết chia sẻ, hiếu thuận với bố mẹ. Người mẹ thì luôn luôn phải gương mẫu này, là để biết dạy dỗ con cái mình sao cho tốt và một chỗ dựa vững chắc cho đứa con và cho gia đình, cho ông chồng, để ông chồng phát triển kinh tế. Hiện nay ở xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt, các gia đình là người đồng bào dân tộc thiểu số đã chú trọng đến việc học tập của con em. Bởi chỉ có con chữ mới làm thay đổi được nếp nghĩ đến cách làm của người đồng bào dân tộc thiểu số từ bao đời nay. Và cũng chính từ con chữ, những bản sắc văn hóa của dân tộc, lối sống đạo đức của gia đình mới được tôn vinh và phát huy. Đặc biệt, những giá trị truyền thống quý báu như lòng yêu nước, yêu quê hương, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù, sáng tạo trong lao động, được xây dựng, hình thành ngay từ trong gia đình và môi trường giáo dục. Trước tiên mình muốn giáo dục được con cái thì trước tiên mình là phải gương mẫu. Trước tiên muốn phải dạy được con cái tính những đức tính tốt của người phụ nữ. Ví dụ mình muốn gặp được người lớn tuổi phải biết kính trên nhường dưới. Và trong sinh hoạt hàng ngày thì phải biết dạy con, phải biết lễ phép với ông bà, cha mẹ, rồi những người hàng xóm xung quanh thì chúng ta phải biết gặp ông bà, người lớn tuổi hơn mình phải biết chào hỏi. Rồi từ những đức tính đó thì mình phải xây dựng được cho con, là trước tiên mình muốn dạy được cho con thì trước tiên mình phải làm được những vấn đề đó, thì con mà mình nhìn vào cái gương của mình thì con của mình sẽ học được những đức tính đó của mình. Cuộc vận động xây dựng văn hóa và tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa hiện nay đã trở thành phong trào lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Đối với hội phụ nữ xã Tà Nung, trong thời gian qua đã lồng ghép nhiều hoạt động vào các phong trào thi đua như mô hình nuôi con khỏe, dạy con ngoan, gia đình hiếu học, mô hình không khói thuốc, mô hình phòng chống bạo lực gia đình, thu hút đông đảo các hội viên tham gia. Chính từ những mô hình như thế, tình trạng bạo lực gia đình trên địa bàn xã đã giảm đáng kể. Nhiều gia đình đã xây dựng và phát huy được giá trị cốt lõi, đạo đức tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Chúng tôi đẩy mạnh các cuộc vận động là xây dựng gia đình 503 sạch. Rồi chúng tôi cũng lồng ghép cùng với các mô hình phòng chống bạo lực để nhằm giảm cái tình trạng bạo lực gia đình xuống thấp nhất, để làm sao hướng đến cái mục tiêu hướng đến của hội là để làm sao mà mỗi gia đình, mỗi thành viên trong gia đình đều có một cái sức khỏe cũng như là có một cái lối sống lành mạnh, xây dựng một xã hội là phát triển trong hướng văn minh và hiện đại. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình. Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của mỗi gia đình sẽ góp phần xây dựng chuẩn mực giá trị con người Việt Nam, phát triển về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn. Đó là điều mà những gia đình đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt và nhiều gia đình khác trên khắp đất nước đã và đang kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, vừa kết hợp những giá trị tiên tiến của gia đình hiện đại để phù hợp với điều kiện mới hiện nay. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.